xin chào mọi người, xin chào bà con cô bác. Hôm nay mình đi xem vlog cái tiệm xem này là giống như là tiệm bán sỉ gì đó. Để bữa nay mình đi quay cho mọi người coi trước khi ở Florida người ta chống bão thế nào nha. Chỉ còn 2 ngày nữa là bão tới. Bây giờ mình đi vô ở trong đây coi bà con mua đồ ăn thế nào. Đó, thấy không, người ta bán mấy bình ga nè, rất là nhiều luôn. Đi mua bình ga về, ví dụ như cúp điện á thì có ga mà xài. Thấy không, quá trời đông luôn bà con ơi. Thấy không, bình thường thứ hai á đâu có đông gì đâu, bữa nay quá trời đông luôn. Đa số là người ta mua nước đá nè, mua than nè, mua đồ ăn, mua đồ ăn dự trữ. Một hai ngày có nhiều nhà đó người ta cúp điện, người ta không đi làm, ở nhà ăn uống. Giờ mình xuống hàng nước coi có nước không nha. Xuống trên đường xuống đây là ngay chỗ sư gian hàng nước nè, xuống coi nè, không còn nước luôn. Không có nước luôn mọi người ơi, mua hết trơn rồi, coi như là ở xem lớp là không có nước. Đồ ăn thì còn nhiều. No water hả? Huh? Đúng không? Tránh trơn à, không có nước đây. Ta mua hết trơn rồi. Nhưng mà nước ngọt vẫn còn nha. No water, bình nước ngọt còn. Ai muốn nước ngọt thì uống. Nước ngọt thì sao la. Thấy không, nước ngọt còn quá trời luôn nè. Ngọt đầy luôn. Đây nước ngọt Red Bull nè, quá trời luôn nè. Không ai mua nước để uống vậy. Đó, quá trời nước luôn nè. Nước này nước tăng cường sinh lực. Phải không? Uống cho có mà khỏe mạnh lên nè. Chỗ gian hàng thịt thì quá trời bao la nha. Mấy cái này thì không có sợ thiếu. Ở đây bán gà nướng á, có 4 đồng 98 sen một con à. Nè, rất là rẻ luôn, rất là ngon luôn. Gà nướng nè. Thấy chưa? Wow, nó mới đem ra luôn đó. Bự không à, nóng hổi luôn. Đã không? Để cái lò nướng trong đó đó, anh nướng mới đem ra. Rồi gian hàng thịt thì bao la, không sợ thiếu. Gà mua gà về ăn coi, gà ngon quá trời ngon luôn, mới đem mới ra lò nóng hổi luôn, nóng quá nóng quá. Bây giờ mình mua gà xong rồi nha, đây có 5 đồng à. Giờ ra nó kiểm tra ở cổng, nó kiểm tra giờ mình đi
mua được con gà ha, về ăn ha. Giờ mình chuẩn bị ra một cái chợ khác nữa, chợ đó gọi là Home Depot ha, để coi người ta mua mấy cái gỗ, mấy cái cây để đóng cửa sổ á, không có gió đó không có làm hư cái cửa. Đó, nhìn bà con đổ xăng nè, thấy không, xếp hàng dài 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 luôn á. Ôi, ai cũng tranh thủ đổ xăng hết trơn, mua đồ ăn hết trơn. Đây là ở xem á, ai mà có thẻ mới đổ xăng được, nó vừa rẻ nữa, cho nên bà con tập trung ở đây là đổ xăng quá trời luôn. Cái xe đổ xăng tới nữa kìa. Bảo tới rồi nè. Bữa nay mình đi quay cho mọi người coi cái những người ở Florida chống bão như thế nào nha. Cái này là mình ghé tiệm Lô. Tiệm Lô là cái tiệm chuyên bán đồ ở trong trong nhà, giống như tiệm Home Depot vậy đó. Mình sẽ đi 4 tiệm nha, cho bà con coi biết ở Florida chống bão thế nào, chuẩn bị bão trong 2 ngày nữa sẽ đến, bão sẽ tới. Hôm nay thứ hai rồi, thứ tư rồi tới rồi đó. Đây là tiệm Lô nè. Giờ trong đây coi Lô nó bán nè. Thường thường dưới đây á, người ta mua mấy miếng ván á, mấy cái cây á, để người ta đóng vô mấy cửa sổ, cửa kiến á, không có bị bể. Bán giày Noel này kìa. Giày Noel đẹp quá. Bán đồ Noel rồi, lễ Halloween, Noel. Rất là nhiều người ta mua mấy đèn. Rồi mấy đèn này lớn dữ rồi nha. Cái đèn này nhà mình có rồi. Thấy ông đo mình mới đèn không? Có nhiều người ngộ lắm nha. Mình biết Florida là nơi hay có bão, người ta mua trước đi, không mua để dành đi, cứ đợi gần kế cần ngày mới mua không mà. Chạy đi mua, nhiều khi chạy đến mua đâu còn đâu, ai cũng tranh thủ đi mua hết trơn nè. Cái chỗ này là chỗ bán gỗ, bán cây, cũng còn nhiều mà. Đó, mình bán nói xí người ta mua nè, đóng trơn luôn á, thấy không, đóng trơn luôn à, nhưng mà vẫn còn 5-7 đồng một miếng vậy đó, mua về đóng lên. Cái này mỏng hơn nè, mỏng hơn 49 đồng. Ôi, con nằm ở chỗ này trống lỏng luôn đấy, không mua không còn luôn á, dễ sợ. Cái này á, mua về đóng lên. Giờ mình ghé thêm một cái tiệm Home Depot nè, coi còn không nha. Đây cũng còn quá trời, miếng này dày quá không ai mua. Mua mỏng mỏng thôi. Ở
giờ mình tấp vô chợ Winnesi mua nước. Thấy người ta mua quá mình cũng bắt chước mua theo. Bây giờ chỉ còn nước quanh cao lông thấy không, đóng trơn luôn rồi, đóng trơn luôn rồi, chỉ còn nước này thôi ở trong nó mới lấy ra nè. Ôi sạch trơn luôn rồi. Hồi sáng mình mới thấy quá trời nước luôn, mình nó hơn lắc mình hoành lại mình lấy mình mua, ai về hoành lại là hết trơn luôn. Bà con mua lẹ quá, mình mua được 2 bình, nói chung là mình mua thêm thôi chứ ở nhà nó cũng có rồi. Đây là một cái chợ của ở Mỹ nha. Không ai ăn bánh, ăn bánh hết trơn nè, bánh còn quá trời luôn nè, nước ngọt còn quá trời, sao không ai mua vậy, nước lạnh không à. Ôi vé số nè, Powerball 285 triệu, Mega 325 triệu. Trời ơi, bà con bảo tới bà con ồn ồn đi mua nước, mua đồ ăn, mua xăng đủ thứ hết trơn. Bây giờ mình mua vé số đi, vé số rồi lỡ có trúng thì mua nhà biệt thự khỏi chạy đâu hết trơn á, mua nhà bự bự ở có bảo tới khỏi trốn. Đây 4 đồng này nó có sẵn trong đây, cái số mình cạo 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 ra đúng không, thì nó có sẵn đây, cái này nó mới ra nè. Nếu mà nó sổ ra những cái số mà trùng hợp trong những cái số mình cạo á, thì mình trúng được 325 triệu. Trời ơi, nó đã làm sao, thấy mình xuất hiện ở Việt Nam là biết rồi nha, là mình trúng số rồi nha bà con. Đây mua cái này đi. Hello, xin chào bà con, ở đây là một cây xăng nha, đổ xăng trước khi bão nè. Thấy bà con ơi, đổ quá trời luôn, là cây xăng Hoa Hòa, một cây xăng nổi tiếng ở Florida. Đây Hoa Hòa, đây tên Hoa Hòa. Bà con ráo riết đi đổ xăng nè, xếp hàng dài luôn nè, thấy không. Đổ xăng chắc là trốn bão quá, mình không có trốn rồi, mình ở lại luôn, không có trốn. Nhiều người á, đi trốn bão á, đi trước khi bão thì rất là an toàn, coi như là đi nơi nào mà không có bão thì đến đó, khi mà về á, trời ơi nó kẹt xe kinh khủng luôn, đi về mới là mệt á, ai cũng tranh thủ về hết. Số hàng, không dài chưa? Xếp hàng dài 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 tới đây luôn. Bà con cô bác ơi, giờ mình ghé thêm một cái tiệm nữa gọi là The Home Depot. Cái chỗ này cũng là một cái nơi bán cho nhà cửa, thì mình ghé thử coi bà con chuẩn bị bão trước khi bão như thế nào nha. Còn cái chỗ bán máy tính ván còn không? Trời ơi, bán đồ Halloween quá trời luôn nè, thấy không? Hello! Ông có chạy bão không ông? Bà con chạy bão quá trời, ông còn hai ông đứng đây làm gì đây? À không rồi, chạy bão đi. Trời ơi, thấy sợ chưa? Đó, ông cười rồi nói, trời ơi, tao ở trong tiệm này đâu có sợ lo gì đâu, có bảo luôn tao không có sao đâu. Ông nói vậy đó. Quá trời luôn đồ Halloween. Trái pumpkin, pumpkin tượng trưng cho lễ Halloween nè.
người mua cây, cây về đóng nè, đóng cửa sổ nè. Ôi trong đây còn quá trời gỗ luôn mà. Còn bao la nước đó nè, quá trời luôn nè. Đúng không? Chợ có nhiều chỗ sao mà tranh giành nhau mua. Ở đây thì bao la luôn. Gỗ còn nha bà con. Đây, ui giờ nặng quá. Đây cái miếng mỏng mỏng thì cũng được rồi nè. Hả? Mua về đóng vô. Quá trời luôn nè. Có tiệm này lớn lắm nha, thấy không? Quá trời cây luôn. Bao la bên đây nữa nè. Ô mái tôn luôn, quá trời luôn nè. Ông xã mình nói ông mua tôn gì ông ra ông đóng vô mấy cửa sổ đó, quá trời luôn. Ok giờ mình đi ra đến một cái chỗ, cái chợ qua mạc nha, coi thế nào. Trời ơi, mua nước thêm mà con ơi, nó mới báo nè, báo là phải mua nước trong vòng 3 ngày, thuốc nè, đồ ăn dự trữ trong vòng 3 ngày nữa. Rất là nguy hiểm nha. Đó, thấy bà con mua nước ùn ùn mua nước theo nè, thấy không? Phải chuẩn bị chứ, thấy người ta chuẩn bị mình cũng chuẩn bị, không thôi là có chuyện gì xảy ra là không được. Hello, bảo tới rồi bà con cô bác ơi. Giờ mình ghé một cái tiệm gọi là Walmart, Super Walmart nha. Để thấy bà con đi mua đồ dữ quá, mình đi vô đây thử coi. Coi còn nước không, còn đồ ăn gì không. Đây là một cái tiệm Walmart, Super Walmart rất là lớn luôn, có đầy đủ everything trong đây. Đồ ăn thì bao la. Đồ ăn ở bên Mỹ không bao giờ thiếu hết trơn á. Rồi mình ra. Đi vô mua thêm cái gì ta, dầu. Đi mua mình dầu về chiên coi. Nước quá trời nè, thấy bà con mua nước không? Nước bao la luôn, một dãy thôi nè. Nước ngọt không trong đây. Đây is water over here, a lot. Mỗi người mua được 2 cây rồi. Cái xua mặt trong đây lớn lắm nha. Đồ đạc coi như đầy đủ ở bên trong đây. Rất là tiện lợi. Giá phải chăng nữa. À, mua thêm 4 bình ga. Bình ga này là để nướng, nướng thịt. Một bình mua xăng nữa. Không, bình dầu. Đó, bây giờ mình chuẩn bị như vậy để kiếm nấm bạc coi. Có tấm bạc ngon hết trơn rồi, giờ còn mới là chuyện lạ luôn. Sớm chị mua, muộn mới mua không mà làm sao mà có.
Ô đây nè, thấy rồi, một tấm này, còn một tấm cuối cùng bự thôi, cái này 10 feet, cái này 9 feet, ô, 10 feet, đây, mua này về để chùm tàu, hai chiếc tàu của mình. Trời ơi, nhìn là bà con no more cooler. Bà con thôi mà mua hết cooler luôn rồi. Mua đồ để đựng về đựng nước á. Nhiều khi cúp điện á, tủ lạnh không có lạnh được thì có cooler. Mua gần hết luôn rồi. Bà con đi chợ giống như đi chợ Tết thì trời, quá chợ đông luôn. Ráo riết ở nhà không đi học nè, không đi làm 3 ngày đi mua đồ ăn thôi. Giờ mua muối về ướp cá thôi. Mua bảo đi mua muối ngộ vậy ta. Các bà con coi nha, mà mua muối làm gì nha bà con. Mua cái chảo này để thắng nước màu coi, thấy nhỏ xíu xíu dễ thương không, để dành thắng nước màu nè. Còn chạy bảo sao mua muối làm gì, không phải đâu, tại vì nhà mình hết muối rồi, đi mua sẵn mua muối luôn rồi xong đi về. Giờ ra tính tiền rồi, giờ qua mạc tính tự tính không mà, đúng không, tự mua tự tính tự trả tiền luôn, tự đi ra về luôn, không có ai mà lo cho mình hết trơn á. Đây vô cột này, rồi tổng cộng vô đây nè. Giờ chuẩn bị trả tiền. Ship lôi ra nè, đó thấy không, tự làm hết á. Rồi bị đi về mua thêm hai bịch đá nữa, mà mình muốn mua 4 bịch không chờ nó, mỗi người được 2 bịch thôi à, chịu thôi à. Đó bây giờ lấy 2 bịch đá. Ồ nó thối tiền ra nè. Ta đi lấy hai bịch đá nha. Đây, có hai bịch đá rồi. Thấy chưa? Thấy bầu trời âm u chưa? Chuẩn bị bão tới rồi đó. Hello. Bão không lo chạy rồi, đứng làm gì vậy? Chạy chưa? Hả? Chạy. Nó báo chạy mà. Báo chạy thì ai chạy, chạy đi chứ tại sao phải chạy? Thì nó báo chạy phải chạy thôi. Vậy đâu. Hả? Tùy theo mình muốn đi hay không, chuyện của mình mà. Không có đi. Không có đi hả? Giờ có mua đá sẵn kìa mà. À nãy có khách đến chỗ này mà cho con. Đâu? Nó nói nếu anh cũng chạy bảo thì nó cho anh cùng cá. Cá ăn được mấy ngày? Chắc ăn cả tháng. Nó báo là phải dự trữ đồ ăn trong 3 ngày. Ồ, cái này ăn cả tháng. Nhà mình chắc ăn cả tháng mới hết chứ 3 ngày. Wow. Nó cho thiệt luôn. Wow, trời ơi, đầu cá nè. Đây là cá, mình có thể cho anh đây nãy đó. Ôi, cá, có hồn cá, cái đầu mới đã nè. Ôi, nó bự. Một free. Free? Yeah. Wow, đá trong xe kìa, bỏ thêm vô. Chùa bong bóng á hả? Nó cái lường đó. Vậy hả? À. Ngon.
này ta cho anh thì luôn hả? Ở dưới nữa hả? Dưới nữa câu dữ vậy. Gà đá qua lấy đi. Giúp họ gì đó, họ cho nó không chứ. Đó đại xe luôn. Ôi trời. Em mua cái thùng đó mà biết mở, mua xăng làm sao? Mặt xuống nó móc. Không biết, lát anh mua. Anh ơi. Mà nuôi ca mà nuôi cầu á. Nó ca đúng không? Ờ vô. Muốn ăn cái đó hả? Đúng là đúng là yêu quê hương đất nước thiệt luôn á. Bổ ra có cục vàng vàng mấy anh. Trời. Anh có làm chưa? À. Cái lợn cái đồng con đồng khách về. Bạn đồng nghiệp mà có gì phải chia nhau ăn đúng không? Quá trên đã luôn. Rắc muối lên cho nó đá nó lâu tan. Nghe rắc 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 không? Không nghe. Cái ngon giật không nghe vậy. Ok. Làm cá tại chỗ luôn hả? Làm trên hùng đem về. Thôi gì cái kèm. Thôi cắt đã luôn đủ cười. Cái kèm để sửa xe mà cắt cá luôn hả? Đâu phải sửa xe không cần những cái gì. Ôi cá này nó con chua ha, con chua khóm ha. Với cà nè, đơn giản thôi mà ngon lắm á. Tiêu chắc ngọt phải không? Ngọt tại vì nó bự. Cho cá mà phải làm cho sạch sẽ vậy hả? Ồ nó mổ bụng hết anh ơi. Đúng không? Nhiều đâu cần mổ bụng đâu. Cậu vẫy thôi, về nhà anh tự cắt đi. Thôi mình xin tạm dừng cái video này nha. Rồi ngày mai Bảo vô mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người coi, cho bà con cô bác coi ở Bảo Flora thế nào, có sợ hãi hay không, có nguy hiểm hay không. Anh nói gì bà con cô bác không anh? Cái Bảo này là lần thứ hai rồi đó, lần thứ nhất là mà tụi này chạy vô shelter, vô nghĩ trường học á. Vô học, trường học dân đi vượt biên. Lúc đi vượt biên là tàu chết máy ở biển tháng mấy cũng quen rồi, mà lâu lắm không gặp bờ, bây giờ nó sao đi. Hy vọng là bà con được bình an cho cơn bão này. Nhưng mà nói gì nói phải cẩn thận là trên hết. Người ta báo là mình phải chuẩn bị đồ ăn nè, thức uống trong vòng 3 ngày thì mình cũng chuẩn bị thôi. Làm cho mình sao mà chống lại mẹ thiên nhiên được. Phải có thách thức được, phải cầu nguyện đi. Cái này không có nói dở là thách thức dở trên á. Mình không có ý y được nha. Ai có con nhỏ được kia phải lo đồ ăn, đồ uống, nước nôi được. Nói sợ lo thì ai không lo, mà chắc tụi này không có chạy đâu. Ok, xin tạm dừng video này nha. Xin hẹn mọi người video kế tiếp. Nhớ theo dõi video tụi này nha, để coi trận bão kia này có lớn hay không, có nguy hiểm không, có ảnh hưởng
hưởng tính mạng không? Ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì phải ảnh hưởng tính, tính mạng thì em nghĩ không có đâu. Tại vì bà con lo chạy hết trơn rồi. Ai mà nhà nào mà nguy hiểm là người ta báo nó chạy vô trong chỗ trường học hết rồi, hoặc là đi nơi chỗ xa không có bão á, tính mạng chứ không sao đâu, nhưng mà thiệt hại về tài sản á thì chắc có, giống như là cây ngã, sợ nhất là cây ngã thôi. Rồi, con cá này ăn được 3 bữa đó, kho mặn 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 ăn được 3 bữa. Có Mỹ rồi, bây giờ thay láng luôn. Ok, bye bye. Ăn sướng là sướng, ăn khổ sẽ khổ hoài.